Dạ. Dạ, kính thưa quý vị các bạn, đối với các bạn biết Coleman đang ở đâu? Dạ, đây phía bên tay phải đây là khu chế xuất Tân Thuận. Và bây giờ thì phía bên tay trái mình là cửa hàng Thế Giới Di Động. Đối với bà con cô bác biết là Coleman đang đi đâu? Hãy theo chân Coleman. Mình không tiết lộ đâu. Mình đi sẽ vô đây mua một cái món quà, còn tặng cho ai thì chưa biết nha. Thế Giới Di Động. Ủa, Thế Giới Di Động có bán mới có bán iPad không ta? Trong này có mấy cái loại táp Samsung táp này. Táp hả? Táp hả? Ở đây có cái Galaxy Tab không? Tab anh muốn tìm phân khúc giá phải bao nhiêu của Tab anh ha? Bên em thì... bữa em qua em gửi anh cái máy đó, cái Galaxy Tab. Cho con nít thôi, nó để nó học, nó nghe nhạc rồi chơi. Như cái A mấy đó, A8. A8 em có anh, em tìm. A8. Dạ. Nằm phía bên đây. Nó vừa tiền thôi, mà chắc con nít là nó khoái rồi. Em có màu đen, em có màu đen với màu bạc. Giá là 3.690.000. 3.690.000 hả? Đúng, em lấy cho anh ta thử ha. Ủa, 8A8 hồi xưa anh mua cho hai đứa con gái anh nè. Dạ. Nhưng bây giờ nó có cái đời mới rồi. Dạ, đời mới của em thì gần nhất sẽ có tab A7. Là ổn bên đây nè, đang bị giảm cho anh 600.000. Tab A7 hả? Dạ đúng rồi. 600.000. 7.990.000 giảm anh 600, còn lại 7.390.000. Ồ, ghê vậy hả? Dạ. Cái mẫu này đặc biệt, nó sẽ được cái là thiết kế 4 loa luôn. 4 loa luôn? Dạ đúng rồi. Em có hai màu, một vàng đồng với một xám. Em có để máy trải nghiệm ở ngoài cho đâu rồi, nó nằm ở đâu? Coi thử. Cái đó là A7 hả? Dạ, còn này là ủa sao A8 nó lại lên A9 với A7 luôn? Dạ, tắt A8. Ủa đâu? Đẹp quá trời. Đặc biệt RAM 3 bộ nhớ là 64. Thường thường máy tính bảng mà anh tìm được cái bộ nhớ trong 64 là cao rồi. Rồi cái bộ kia nhiêu? Cái nào? Cái Tab A8 là 32. 32. Dạ đúng. 64GB. Dạ đúng. Và thiết kế kia này sẽ là 4 loa cho anh, là 2 loa trên và 2 loa dưới luôn. Là nó mắc hơn kia khoảng 3 triệu. Dạ đúng rồi. Ôi, nó mắc hơn 3 triệu thôi chứ. Trời. Nhu cầu không tới đâu, mua này như nhau á. Dạ. Nhu cầu quan trọng là bé xài, em sợ bé xài không có cái tính năng, cái khả năng. Bé xài nó đâu có hết đâu. Dạ. Cái kia có cái bên ngoài không có hả? Em lấy cho anh coi thử chứ. Ừ, cho anh coi cái ngoài đi. A7 hào nó cái kia không cầu được. Con nít mà không có lại con nít nữa, mình làm mà ấy quá thì không ăn nít. Nói ra lộ rồi bà con, nãy giờ đang đố bà con là tặng ai. Cái này gọi như bé xinh xinh nè, nhờ gọn rồi. Ố đẹp rồi. Bước lên trước hơn con gái anh xài này nè. Ồ, quá đẹp. Màu bạc hả? Màu bạc với màu đen anh. Nó không có màu trắng hả? Dạ không, nó màu bạc với màu đen. Màu bạc. Màu bạc thì phía trước nó mặt nó màu trắng. Dạ đúng rồi. Còn màu đen thì phía trước nó màu đen luôn. Đúng rồi nha. Chắc con gái nó thích này hơn ha. Dạ. Đúng không? Nhìn nó nữ tính hơn. Mày đâu phải con gái đâu. Dạ. Gái. Gái hả? Ủa, cái này mở lên được không ạ? Được chứ. Thôi lát về chỉ cho nó sao đáng. Màu đen thì nó sẽ rất sạch. Thêm một con dao luôn. Này là 3 triệu mấy hả? Dạ đúng rồi, 3.690.000 á. 3.690.000. Em nghĩ cái này thì ok. Không được rồi. Nhưng mà nó, nếu mà so với cái này nó sẽ nhỏ hơn.
Nhưng mà cái đó thì nó sẽ không thôi, nói chung không phải, với lại em sao nít đầu đủ rồi. Nhu cầu là đủ anh nít nữa. Nhiều khi mình ấy quá, anh tập hư á. Vậy là mừng hết lớn rồi. Xong này để nó coi video coi chú Colorman. Ồ cái này đẹp quá má ơi. Ồ màu đen đẹp quá. Màu đen đi ha. Đi màu đen đi. Màu đen là mình sẽ không có cảm giác là nó có cái viền. Đúng không? Đúng rồi. Khi nào màu đen mình xài vì lâu bị dài nó sẽ gọi là không có bị đây nào. Rồi mà. Lấy anh cái này đi. Lấy màu đen luôn anh ha. Lấy màu đen cho anh đi. Là 36 mấy? Là 3.690.000. Rồi. Em mời anh chị qua đây qua bạn. Quẹt thẻ được đúng không? Dạ được. Rồi quẹt thẻ được rồi, 3690. Ok. Cho thông tin số hóa đơn đi nghe. Bây giờ mình sẽ tạm dừng tại đây. Chút xíu nữa mọi người sẽ biết mình sẽ tặng cho cô gái nào. Sách nó vô cho mình. Tắt nhạc. Cái nhà một chút. Cắt lại. Rồi. À, đây, 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 đây. Loa hả? Ủa sao lật ngược vậy? Làm bữa đó hả? Giờ có test được không ta? Không, không test, test phải kiếm chỗ nào vô test chứ. Test ở đâu ta? Ủa rồi máy ảnh đâu? Ở trong phòng hả? Không, mang vô trong luôn đi. Mang vô trong đi cho anh ảnh nó bất ngờ. Có ai kia giùm này không? Rồi em ấy anh cầm này chứ. Rồi. Bé để sau giấu giấu cái của. Thôi, ngồi đây coi. Đây. Đây là quà tặng bất ngờ. Rồi, đó. Nãy giờ đó đi mua đó đó. Đó, cái này là có micro song ca đàng hoàng luôn nha. Rồi, yeah. Rồi chưa hết, đây nè. Cái này nè, mới giữ nè. Đây, để anh gắn thêm micro đây đó. Đó, nhớ vui, ok rồi. Dạ, chào mấy nha, dạ. Em cái này thử ở đâu, cắm điện ở đâu được hả? Thì cắm đầu kia hả? Ở đây có ổ điện không? Đây này. Nè. Nhìn em biết gì không? Dạ không. Thôi nhìn không biết gì rồi, ok lấy ra. Yeah. Kéo qua đây luôn ha, qua đây thử ha. Ở đây có ổ cắm nè, đây ổ cắm. Ủa không, cái đó không cắm được. Rồi đây đó. Để trong thùng luôn lát. À, để nó lát xử lý sau. Cái này là đế đi coi cho nó bể chán gì á. Rồi. Đây đi ha, để đây đi. Đó, để đây cho anh nhìn cho dễ. Ly nước của ai? Yes, đó. Hai con. Kết nối điện thoại Bluetooth hả? Thôi kết nối thử đi. Dạ. Tắt lên đi. Sao đỡ đỡ ảnh qua đây cho anh ngồi anh coi. Giờ con chấm đi cho đi, đi qua. Con xếp rồi, bà được không? Em xếp vào được. Rồi, ok đấy.
thời điểm. Rồi. Dạ, được rồi. Kết nối thử. Cái này hát được. Cái này hát được 2 mic đúng không em? À ok. Ở đây con. Nói xin phép mấy cô kia mình là hơi ồn chút xíu, cô thông cảm. Cái này là cái Bluetooth là cái gì em? Kết nối Bluetooth. Dạ cái loa này là cũng là cái loa mà hôm bữa anh mua cho anh Cường An Giang á. Anh Cường thế còn hướng dẫn cách sử dụng đi. Cái này rồi. Là nút Bluetooth đó. Anh okay. Có thể mở lên để cho nó kết nối. Và đây còn cái nút cái khác này là những cái chế độ của nó. Anh để ngay chỗ như delay 2 này nè. Là chế độ này nó đã hay nhất của nó. Rồi. Còn đây cũng nhiều chế độ, mình muốn thấy chế độ nào mình cứ để chế độ đó. Còn mic thì bên đây mình gạt con mic. Còn cái này mình có đèn nhạc cụ gì á thì mình cứ gạt qua để mình ghim vào. Và đây là âm lượng tổng của nó. Anh cứ để cho em 12 giờ hoặc có thể mình có thể tăng lên. Rồi anh hiểu. Còn đây là âm lượng của nó nhạc. Anh bật bài nhạc của mình sẽ có gì. Bluetooth. Và Bluetooth của nó là sẽ là UVX luôn này. Uber FX. Con biết xài máy tính không? Con phải xài con phụ ba nè. Xài điện thoại chỉ ba chứ. Không, cái loa này xài ngon lắm nha, bữa nghe hơi bị đã đó. Mà nó gọn. Nó gọn, em chở nó đỡ cực. Dạ đúng rồi, nhẹ. Đúng không? Rồi thử mở bài nhẹ nhẹ nghe. Đã. Rồi. Mic này là hát được luôn không? Hát liền luôn không? Cho anh làm nhẹ nhẹ thử một bài. Karaoke trai nhà nghèo. Chưa vô điện ha. Hai mic luôn. Cái này mình vừa hát cái vừa này hết pin thì mình có thể vô đây mình sạc. Rồi. Nhưng nó chưa kết nối được. Giải quyết cơn ebook với tác động từ khoáng với kem đánh răng sensitive mới từ PS. Dự phòng với cọng dây dài của ta. Có ai có cục sạc dự phòng không? Lấy cọng dây đi. Ở đây lấy cọng dây dài nè. Cục lợi hại quá. Ủa sao anh không có cái này ta? Giỏ không đủ riêng. 200 200 rồi, không dám có mua tặng tôi. Này đó.
cao một tí. Chưa có pin nữa hả? Là mình mở nghe nhạc không thử coi. Trước sau cũng dính à. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá lá đổ chiều em. Anh còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ con sông em đêm. Anh còn nợ em chim về núi nhàn, trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa đêm. Được không? Lát là nghe được không? Được. Không, lát phải thử em. Dạ. Chờ xíu test cho em hát. Rồi, có quà của ba có là như quà con đi. Đây, đây là quà, đây là quà của con nè. Rồi đây, tôi tặng cho con nguyên món quà của con. Cảm ơn bé. Đó, muốn mở tặng mở lên cho con. Đó, muốn con kết nối vô này cũng được nè. Hoặc là con mở con coi cái YouTube. Con mở ra xem đi. Mạnh dạng lên. Rồi. Rồi đây là cái nãy chị Nga chị tạo cho con cái email luôn của con đó. Rồi password của con luôn á. Rồi lát rồi ok. Được không? Đó, mật khẩu của con luôn đó. Màu đó được không con? Dạ được. À, chắc là nãy mình quên mua cái gì để cái bao. À, có cái cover bỏ qua. Chiều ghé mua cái cover gì bỏ vô cho không nó trơn nó rớt. Phải quên. Lên chưa? Đó, chắc lên rồi đó. Nghe cái tiếng nó vang vang rồi đó. Ủa chưa hả? Ủa tiếng mình vang vào như micro rồi trời. Sugar Daddy á. Nha sợ chua có Sugar Daddy tài trợ xong rồi nha sợ chua mua quà tặng cho bé Ngọc Tiên. Ồ, những cái tiếp đó là gì vậy? Vì mua quà, vì thương bé Ngọc Tiên, muốn mua quà tặng bé Ngọc Tiên mà nha sợ chua phải kiếm Sugar Daddy. Hey. Hey. Cái giò nó chưa đủ điện cái này hay sao mọi người? Ý nó đây Sugar Daddy của nó mà. Dạ. Ai được tích ai là Sugar Daddy của Nga Sò Chua mà Nga Sò Chua giàu vậy? Nãy đi mua luôn, nãy đi mua có thẻ VIP của bên chỗ Thế Di Động Điện Máy Xanh được giảm giá tùm lum hết. Ừ, nghe đó, đâu có nói sai đâu. Thầy luôn hỏi mấy đứa là được giảm 160.000 luôn. Dược tiếp, giờ đổi tiếp mới. Sugar Daddy của Nga Xoài Chua là ai? Hãy xem hết clip sẽ rõ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phố nhỏ êm đềm chìm sơn trong đêm, lạnh bước chân nghĩ đến bóng đường trời mà lòng tay tê xa vắng vòng về, men đắng đầu cho vơi những thương đau em đã bỏ ta rồi. Từ ngày em đi thầy phố xưa như quên mất nụ cười, từ ngày em đi mây gió gọi về, những đêm thường như tan bóng điều hiền. Em còn nhớ những ngày xưa đó em ta chiều trên đường về, mình cầm tay nhau trời khuya gió mưa, chẳng cần trên lối nhỏ vì cuốn xuống đêm thâu nay dáng nhỏ xa rồi, chỉ còn ta thôi để với ta trên xuống đèo trời mà được chân ngay thấy cái đắng đo đời. Kỷ niệm này đã xa thuộc tầm tay, cái này volume này là volume là nhạc hả? Không mic mic là nè. Đó rồi, tại đó cái rồi. Này nó chưa đủ điện. À, đây chưa đủ điện. Thật ra nó bị nhỏ. Em còn nhớ những ngày xưa đó em ta chiều trên mà đường chân ngày ấy cay. Mà đường chân ngày ấy cay đắng đo đầy, kỷ niệm này đã xa cuốn vào. Đâu con làm bài đi. Cái này chưa đủ điện. Cái này chưa đủ điện hết nên hơi nặng. Hay. Đây được. Em có hát bài nào nhẹ. Nhẹ thôi, giảm vô lưu. Còn lấy máy còn kết nối đi, máy kết nối vô. Uber FX. Cái này gọn ha, đúng không? Dạ, gọn mà nó nhẹ. Ừ. Và tiếng nó nghe ok không? Dạ ok. Rồi con hát mình. Cái này là cái loa này là, kiểu loa này mà là xong rồi hát hay hơn nữa là bảo đảm là phải làm mỗi ngày là bán double á. Phải bán double kẹo kéo á. Coi những lúc đó kẹo kịp á. Cái này nhá, cái nào? Mấy
nào cũng được luôn hả? Cây à? Thế thì we'll be right back.
nhẹ nhẹ ha. Thôi giờ chắc 11 rưỡi mình mấy giờ đi tập vậy? 13 giờ hả? Rồi thôi chắc bỏ vô thùng lại cho ảnh đi. Rồi chắc ăn cơm nước gì xí rồi xong mình đi qua bên hát ha. Tập bên quận 2. Còn lịch quanh sao vậy? 15 giờ anh quay giờ phỏng vấn hả? Là anh hết luôn. Tập lịch ở kia. Dạ mấy anh tập, anh tập xong rồi cho hai cho con về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng mai mình về Vĩnh Long. Dạ. Nha. Nhớ nhà tối đừng đi đâu lang thang nha. Rồi, rồi, rồi. Chiều đi, chiều còn đi theo cái lịch của anh đúng không? Không. Thì đi đi. Ừ. Tức là đi tập xong rồi cho anh về nghỉ rồi cơm nước gì đó thì để sáng mai về sớm. Nha. Còn nếu muốn đi đâu chơi thì kêu mấy đứa này nó dắt đi chứ đừng em phải về. Đúng rồi, nghỉ ngơi. Đưa cái hộp đi. Về nghỉ ngơi nha, xong rồi thấy có bộ loa mới, cái đem cái loa xong rồi đi hát rồi. Ráng kiếm thêm nó chết luôn á. Dạ, rồi xin chào tạm biệt quý khán giả, hẹn lại quý khán giả ở những video kế tiếp và chương trình số diễn cuộc đời cùng với hai cha con anh Hoàng Thanh và bé Ngọc Tiên sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2021. Tại cà phê Thóc Vĩnh Long, đối diện với công viên quảng trường Vĩnh Long á, quảng trường bờ sông. Dạ, hy vọng quý vị bạn đến cũng xem ủng hộ. Quý bà con cô bác nào mà ở xa không thể xem được thì vui lòng có thể ủng hộ cho anh Thanh và bé Tiên bằng cách liên hệ với cái đầu mối duy nhất của Colorman, đó là bạn Nga Xoài Chua 0936842505 hoặc là fanpage của Nga Xoài Chua. Dạ. Rất hân hạnh. Rất mong được quý bà con cô bác yêu thương ủng hộ. Và đây là cũng là tập cuối cùng của show diễn cuộc đời mùa thứ nhất. Cũng xin tiết lộ với quý bà con cô bác là trong cái show diễn cuộc đời của anh Thanh thì sẽ có sự quay trở lại của anh Thanh Điền nè, của chị Bích Diễm Tam Kỳ và Ngọc Thịnh Nha Trang. Ngoài ra cũng sẽ có một hai giọng hát nữa sẽ cùng hòa ca cùng với lại anh Thanh để cho chương trình thực sự hấp dẫn và kết thúc một cái mùa một nó ấm áp tình thương, ấm áp tình người. Xin chào tạm biệt.